Rồi, đã tóm được hàng VIP rồi nha anh em. Con này hot nhậm, nghe cực kỳ sướng luôn. Chất giọng của nó thì đã nói thôi rồi, đã khỏi phải nói luôn. Chất giọng cực kỳ to. Coi coi. Chim cũng về rồi nha anh em. Chim về rừng đấy. Wow. Một tiếng đồng hồ về chỉ có đứng hót sàng bay đi rồi lại bay về. Công nhận chất giọng đẽ thật. Rồi. Đây là chiến binh 179 nha anh em nhé. Anh em hãy đón xem qua chiến binh 180 của chúng ta nhá. Thôi đừng cắn nó nữa coi. Kệ nó đi. Con mồi nó cay cú quá rồi mọi người ạ.